Em xin giới thiệu, đây là đồng hồ đeo tay size nam, đồng hồ đã qua sử dụng, đến từ thương hiệu Bolis, một thương hiệu đồng hồ thời trang rất nổi tiếng đến từ nước Ý. Ngoại hình của đồng hồ đẹp xuất sắc như mới tầm 95%, size của đồng hồ là 44, đồng hồ này sử dụng pin, lịch của đồng hồ ngay vị trí 3 giờ và đặc biệt, lịch này thiết kế cái lúc ngược nằm phía dưới cái mặt kính nhìn rất là độc đáo. Cây kim dây của đồng hồ có hình chữ B của thương hiệu Bolis. Mặt của đồng hồ hai lòng, cọc số trên đồng hồ là cọc số nổi cách điệu vị trí 12 giờ và 6 giờ chống nước ở độ sâu 100m. Kim giờ, kim phút, kim dây và xung quanh cọc số tất cả đều dạ quang. Thương hiệu Bolis là một thương hiệu đồng hồ thời trang rất nổi tiếng đến từ nước Ý, được lấy cảm hứng từ những cảnh sát của Mỹ nên thiết kế rất là mạnh mẽ nhưng không kém phần sang trọng và lịch lãm. Các bác cần xem hình ảnh chi tiết, cần mua hàng vui lòng liên hệ 0931008099. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, em ship hàng toàn quốc. Ngoại hình của đồng hồ này đẹp như mới tầm 95-98%, rất xứng đáng để các bác mua về mình đeo và mình sử dụng lâu dài. Và đây là mặt đáy của đồng hồ. Đáy của đồng hồ còn đẹp xuất sắc như mới, giống như là chưa từng qua sử dụng vậy đó. Đây là đồng hồ chính hãng đến từ thương hiệu Bolis, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ.